Hello, xin chào toàn thể anh chị và quý khán giả quý biết tài đã quay trở lại với kênh YouTube xe tải Bình Thuận của em Ân nha. Và hôm nay thì em Ân sẽ giới thiệu đến quý anh chị mình một mẫu xe hoàn toàn mới đến về từ nhà máy Đô Thành, đó là mẫu Đô Thành IZ65 với mức tải cho phép của mình là 3,5 tấn. Đó, thì em Ân là bên xe tải Trường Long Auto chi nhánh Phan Thiết, chuyên phân phối xe tải chính hãng tất cả cái dòng xe tải và cải tạo đóng thùng. Qua đó còn có làm cái dòng xe chuyên dụng như xe bồn, xe tét, xe cẩu, rác, vân vân và vân vân. Đó, thì hôm nay đây là mẫu Đô Thành IZ65. Đối với cái mẫu này nè, thì nhà máy cho mình được IZ65 cho mình được ba cái mức tải. Mức tải thứ nhất là 1 tấn 9 và tổng tải là 4 tấn 9, và mức tải thứ hai là 2 tấn 2, tổng tải cũng là 4 tấn 9 luôn, và mức tải thứ ba, và đây là em nói là mức tải 3,5 tấn và tổng tải là 6,5 tấn. Đó, thì đối với cái mẫu 1 tấn 9 2 tấn 2 thì để cho anh em mình đi trong thành phố rồi đó. Còn cái mẫu này nè, mẫu 3 tấn 5 nè, để anh em mình đi phương tải luôn. Và cái lo nói chung thì mẫu 3 tấn 5 này mà đi qua trạm thu phí thì nó cũng hơn nhau cũng mấy 20 ngàn thôi anh chị đó. Thì đối với cái mẫu này nè, là đăng ký cho em được anh em được mình một cái tải là 3,490 tấn đó nha anh chị đó, 3,490 tấn. Thì anh em anh chị mình bằng B2 có thể chạy được luôn nha. Đó, đối với cái phần đầu xe nè, quay rõ hơn cho anh chị mình xem nha. Đây, mình có 3 toàn đèn, trên là đèn báo rẽ nè, giữa là đèn của đèn bi sinh nông, dưới là đèn halogen, đây là đèn sương mù. À, nhìn cái chiếc xe Đô Thành này rất là cứng cáp, theo cá nhân em thấy là vậy, rất là cứng thì nó đẹp. Ở đây mình có một cái gương đầu lòi để quan sát được cái vật ở xe trước đây luôn nè, cho mình tầm nhìn mà nó an toàn hơn. Đây là cái thùng mua đạt tiêu chuẩn. Đối với cái mẫu xe này nè, là cho mình cái động cơ đó, cái động cơ là động cơ thừa hưởng của Isuzu. Đó, động cơ thừa hưởng Isuzu có dung tích là 2.8 lít, ở đó cho mình khoảng hơn 100 mã. Đó, lớp của xe sử dụng là lớp 7.00R16, mâm 16 inch. Đây là cái thùng mua đạt tiêu chuẩn. Đó, thì em cũng giới thiệu nhanh đến anh chị mình nha. Đây, mua đạt tiêu chuẩn thì mọi thứ đều là bằng sắt thôi. Là dọc là ngang thì chắc là U, là dọc thì chắc là U120, là ngang là U80, trụ trước và trụ sau thì chắc là U80, trụ giữa là U100. Bẩn thì vách ngồi là inox 430, dọc xóm ở trong là tôn kẽm, tôn trương, tôn sườn heo, bạc thì bạc 3 mảnh, kẽn hông, kẽn sau tiêu chuẩn. Đó, đây là cái mẫu thùng. Ê, em cũng quên nói tới cái kích thước thùng. Thùng kích thước là 4m3, chiều dài là 4m3, chiều rộng là 1m94 và chiều cao là 1m85. Đó, nhìn cái mẫu Đô Thành này nó rất là cứng cáp nha anh chị. Đó, xe này của Trung Quốc, dung tích bình nhiên liệu của mình là 100 lít nha. Đây là phần sau của em đó. À, thì cái con Đô Thành này có chung một khúc lại con dắt N350S thì em cũng đã có giới thiệu đến anh chị mình rồi. Nói chung thì dòng này mà anh chị mình có quan tâm đó, cần tham khảo giá cả thì cứ alo em, số điện thoại em là 0911 603 286. Thì em xin được phép kết thúc video tại đây. Thì xin chào toàn thể anh chị nha.